Hôm nay sẽ khui mấy cái súp liền công suất kế tiếp cập bến. Đây là JRX118SB đẹp cực kỳ luôn, và EO518S nữa. Cuốc lần lên đi. Từng cái tay sách gần như là không có vết nào luôn. 500cc. JRX100 từ con ốc này. Đây là cái vết tay mồ hôi nhá. Tay sách còn không cả có vết luôn. Đây là cái bẩn này. Hello toàn thể mọi người, tiếp tục với video giới thiệu hàng Mỹ về trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta cùng xem chi tiết hai cái loa Active Crown, hai cái súp. Thì cả hai cái model súp này nó đều chạy củ súp bát 4 ôm, nhưng mà khác đời từ leo và từ thường. Đấy. Chi tiết hai cái loa khang minh quay. Đây là EO518S tiếp tục có hàng, nằm trong CG EO500 và JRX118SB. Đầu tiên chúng ta xem con EO này. Đấy, đẹp cực kỳ luôn. Một trong các model súp Active Crown phân khúc giá 20 hai mấy triệu, được các bác quý anh em mua sắm rất là nhiều, bởi vì cái thiết kế nó nhỏ gọn, nó hầm hố, và cái tiếng súp nó mềm, nó sâu, rất là hay. Chúng ta tiến lại gần xem chi tiết luôn. Không tì vết, cực đẹp. Trên nóc loa này. Đấy, góc cạnh mà khang minh quay chi tiết cận cảnh. Cái lỗ cắm cọc này không có vết nào cả. Con tem JBL 500 Aeon. Đấy, lỗ thông hơi này. Bụi bặm một chút thôi. Đây, bảo quan nhá. Đó. Siêu đẹp rồi. Chúng ta tiến ra đằng sau để xem bo công suất. Thùng vách góc cạnh này. Đấy. Đây. CG model này. Bụi bặm một chút thôi. Đây. Bảo quan nhá. Và hai cái model này thì Khang Minh sẽ cập bến được về thêm mỗi một model một chiếc nữa. Nó chạy cùng súp bát 4 ôm từ leo 268G. Và kế tiếp JRX118SB chạy củ từ thường 2043G cũng là 4 ôm và đời vỏ lỉ. Đấy, nó nằm trong cái JRX100 này. Chúng ta cùng xem chi tiết này. Cái bát này nó đen rực luôn. Lỗ cắm này, lỉ này, rất là mới nhá. Và cái giá của JRX118SB thì nó rẻ hơn EON518S. Tiếng súp nó đầm ấm, nó tròn. Cũng là một trong các phân khúc mà bình dân rất là hay, tiếng súp rất hay. JRX118SB. Đó, JRX100 tem này. Volume này, input output này. Từng cái con ốc của cái bo công suất này. Đẹp luôn. Made in USA. Đấy. Điện 120V dùng trong nội địa nước Mỹ. Mọi người thấy không, cái lỉ này nó ánh nó rất là mới. Bẩn một chút thôi,
đây này, chỗ này là tối nó không lấy nét được đấy. Thì các bác quý anh em quan tâm đến một trong hai mô đen SUV này, Active Crown, vui lòng liên hệ cho Khang Minh nhá. Số điện thoại và địa chỉ Khang Minh đây, hoặc là bên góc trái màn hình Zalo nữa. Tiếp tục lại có hàng ở cái hai cái mô đen SUV này. GRX118SB thì Khang Minh nhớ là rất lâu rồi mới lại có, mới lại về được quả đẹp. Sắp tới sẽ về thêm một quả nữa, và cả cái Aeon 518S này nữa. Những hình ảnh cuối trước khi Khang Minh tạm dừng video. Xin chân thành cảm ơn toàn thể các bác quý anh em đã luôn tin yêu đồng hành với Khang Minh GB Bắc Linh, chuyên về những cái sản phẩm âm thanh mỹ bãi tuyển chọn. Đấy, bao quát phía sau này đẹp xuất sắc luôn. Khang Minh xin chào thân ái và hẹn gặp lại các bác quý anh em ở những video tương tự kế tiếp lần sau.